Rồi bây giờ mình đề cập đến cái bài này rất là quan trọng và cái bài này rất là cập nhật, tại vì nó khác hẳn với cái bài mà trước đây tôi trình bày cho các anh chị. Tại sao là trước đây tôi không trình bày đầy đủ cho các anh chị? Cái điều rất là đơn giản, bởi vì trước đây là cái hiểu biết của tôi nó chưa được đến cái mức đó để mà tôi trình bày rõ ràng cho các anh chị. Không, chứ không phải là giấu nghề. Rồi, thì những cái năm gần đây thì người ta cập nhật rất là nhiều về cái vai trò của siêu âm 2D và cái siêu âm đốt la trong thai chậm tăng trưởng. Cái bài này nó lại đề cập đến cả 2D nữa. Là đầu tiên là cái gì nên nhớ rằng là định nghĩa về thai chậm tăng trưởng. Khi mà tôi coi kỹ lại thì với té ngựa ra, thế giới này người ta cũng không ai chịu ai. Năm 2008 là người ta phối hợp giữa một cái chu vi vòng bụng của cái thai nhi nó nhỏ cộng với cái trở kháng của đốt la động mạch rốn nó tăng cao bất thường. Đó, rồi một cái nghiên cứu năm 2012 thì nó ước lượng cân nặng hoặc là cái chu vi vòng bụng dưới cái bách phân vị thứ 10 so với tuổi thai. Rồi cái A-COG rất là nổi tiếng, cái này của Hiệp hội Sản Phụ Khoa của Mỹ nè, năm 2013. Thì những cái thai 2013 là cũng rất là gần đây đó chị. Thế chưa? Có ước lượng cân nặng dưới cái bách phân vị thứ 10. Đó. Rồi, nói chung là rất là nhiều những cái thông số. Rồi. Và những cái ví dụ như bọt tô thì nó ước lượng cân nặng dưới cái bách phân vị thứ 5 và kết hợp với cái PI động mạch rốn nó vượt quá cái percentile 95. Như vậy thì đến những cái sau này là bắt đầu nó chính xác rồi. Đó. Như vậy thì bây giờ cụ thể hiện tại người ta đang đứng ở đâu? Thì theo cái A-COG thì người ta nói rằng là cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung là một trong những vấn đề rất là phức tạp. Là bởi vì sao? Cái gì biết đó, lâu lâu bây giờ người ta mình bị kiện, mình làm sản khoa. Rồi các anh chị khoái làm siêu âm sản chứ tôi không khoái. Ôi, nhiều nguy cơ quá. Là bởi vì rằng là người ta đi siêu âm mình chẩn đoán là em bé nó tim nó đang đập bình thường, mình đo ước lượng cân nặng ra, đúng không? Rồi cái 2 tuần sau em bé nó chết. Thì phần lớn những cái trường hợp đó sau này là do thai chậm tăng trưởng. Lúc thời điểm mình chẩn đoán là nó chưa vô giai đoạn nguy kịch, sau đó nó vô giai đoạn nguy kịch, nó mất. Nhưng mà vấn đề nếu mình không làm siêu âm đốt la thì mình sẽ không chẩn đoán được cái thai chậm tăng trưởng. Đó. Rồi. Thì được xem là chậm tăng trưởng khi cái ước lượng cân nặng của thai nó dưới cái bách phân vị thứ 10 tương ứng với tuổi thai, nhưng mà là do bệnh lý, tức là em bé này nó có bệnh cho nên nó còi cọc, nó nhỏ con. Và cái thuật ngữ mới ngày xưa nó là IUGR, còn bây giờ nó là FGR. Thì bây giờ người ta hay dùng cái chữ FGR này hơn. Cái gì phải quen với những cái thuật ngữ này. Rồi. Thế thì mình có một cái khái niệm nữa mình phải phân biệt, nó là thai nhỏ so với tuổi. Là cái thai nhỏ so với tuổi là cái ước lượng cân nặng nó cũng nhỏ hơn cái bích phân vị thứ 10 nhưng mà không có bệnh lý. Nói nôm na là một cái đứa sinh ra nó 2.8 và một đứa sinh ra 3.5. Đứa 2.8 nó nhỏ con, đúng không? Nhưng mà nó không có bệnh. Đứa 3.5 kia cũng không có bệnh, nhưng mà đứa nhỏ con, đứa lớn con. Thấy chưa? Thì như vậy thì các anh chị thấy nó lấn cấn chưa? Cái chậm tăng trưởng nó cũng nhỏ hơn cái bách phân vị thứ 10. Còn bây giờ cái thai nhỏ con này nó cũng nhỏ hơn cái bách phân vị thứ 10. Đúng không? Như vậy thì điều đó nó đẻ ra vấn đề là trắng đen mình sẽ chẩn đoán được thai nhỏ hơn bách phân vị thứ 10. Đúng không? Là bởi vì mình sẽ có một cái bàn tham chiếu nói giống như là mình làm đốt la lúc nãy đó. Là ví dụ như là cái thai 12 tuần thì nó phải mấy ký đó. Đúng không? Mà bây giờ đến 12 tuần mà nó không đạt ký đó, nó nhỏ hơn bách phân vị thứ 10 là mình nói nó nhỏ con. Thấy chưa? Như vậy là đo đạt mình sẽ chẩn đoán được cái đó. Nhưng sẽ không phân biệt được là cái thai nó nhỏ con hay là thai chậm tăng trưởng. Thấy chưa? Nó bị chồng lớp. Như vậy thì nó phải thêm cái vai trò đốt la để chẩn đoán chậm tăng trưởng. Rồi. Tại sao như vậy? Thì cái thai chậm tăng trưởng nó có bất thường về chức năng thai nhau và kết tục cục chu sinh nghèo nàn. Trong khi đó một cái thai nhỏ con á, chức năng nhau thai bình thường và kết cục chu sinh gần như bình thường. Tức là những đứa con, những cái đứa mà thai nhỏ con á là xem như là những đứa bình thường. Còn những đứa thai chậm tăng trưởng là mình phải chẩn đoán được là bởi vì nó có thể chết trước khi sanh. Đó. Như vậy thì ngoài cái siêu âm 2D thì mình phải có cái siêu âm đốt la nữa. Đúng không? Đó. Thì bây giờ cái 2D rất là quan trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới mới đề nghị cái bản phác đồ của Hắc Long là cái phác đồ chuẩn, cái bản này là bản chuẩn để mình tham chiếu. Thì bình thường á là nó nằm ở cái min, cái bát phân vị thứ 50 nè. Như vậy là ứng với cái tuổi thai thì mình sẽ có một cái số cân nặng nhất định, đúng không? Đó. Rồi khi nó nhỏ hơn cái bát phân vị thứ 10 này nè, là mình nói là cái thai nhỏ con. Như vậy là đẻ ra một vấn đề ngược lại nữa là mình phải biết chính xác tuổi thai. Mà như tôi lúc nãy tôi vừa hỏi các anh chị đã trả lời đó, là cái chiều dài đầu môn là quan trọng nhất. Mà cái thời điểm nữa là mình phải đo từ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Chứ còn 8 tuần mình đo cũng không chính xác. Mà mình phải đo ở thời điểm từ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Đó, thì là cái chiều dài đầu môn cho thông số chính xác nhất là sai số chỉ mỗi 3 ngày thôi. Và như vậy thì mình phải lấy cái tuổi thai từ cái mốc đó. Các anh chị hình dung không? Lúc mà mình đo cái chiều dài đầu môn đó để biết cái tuổi thai và mình tính tới. Đó, thì đến khi người ta 22 tuần tuổi đó người ta đến mình, đúng không? Kể từ cái lần siêu âm quý 1 đó, mình biết là chính xác lúc đó là bệnh nhân bao nhiêu tuần tuổi thai. Và như vậy thì lúc đó mình cái bản này nó mới có hiệu quả. Đó, đó. Như vậy thì những cái bản này tôi có làm một cái file riêng để các anh chị in ra để sử dụng nha. Cho nên là các anh chị học xong các anh chị nhớ in ra để làm chứ không phải học xong bỏ đó. Đó. Dạ. Rồi cái bản này là một cái bản tham khảo thôi. Tôi khuyên là các anh chị in cái bản này ra để sử dụng. Rồi, như vậy là người ta chia ra hai cái thể là chậm tăng trưởng, thể đối xứng và không đối xứng. Cái thể đối xứng, thể không đối xứng á, tức là cái chu vi vòng bụng nó phát triển chậm hơn đường kính lượng đỉnh, tức là cái bụng nó lép ha. Suy bánh nhau là nguyên nhân của cái thể này. Còn cái thể mà đối xứng là những cái rối loạn về di truyền đó, là nó đưa ra cái thể đó. Thì đây là một cái biểu đồ để nói ra nhiều thứ. Đây là một cái tỷ lệ mà cái thai nó nguy cấp, nó tử vong trên 1.000. Thì các anh chị thấy nếu mà tần suất chung là khoảng chừng 4%, thì cái nhóm mà không bị chậm tăng trưởng thì rất thấp. Trong khi đó cái chậm tăng trưởng thì cái nhóm này nó bị tai biến thụ sinh rất là nhiều đó. Và nếu mà cái nhóm mà bị chậm tăng trưởng mà được chẩn đoán trước thì nó sẽ thấp hơn, còn cái nhóm mà không được chẩn đoán thì nó sẽ cao ngọt lên đó. Nó nói lên rất là nhiều ý nghĩa. Và cái này nó là một cái biểu đồ liên quan đến cái bát phân vị. Thì cái gì thế là cái bát phân vị nó càng thấp, đây là nhỏ hơn bát phân vị thứ 3, tức là nó rất là nhỏ, thì cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Dạ. Người ta chia ra hai cái là chậm tăng trưởng khởi phát sớm, khi người ta nói là trước mà nó khởi phát trước 32 tuần tuổi, và cái này chiếm khoảng 1/4. Còn 3/4 còn lại là khởi phát muộn, tức là sau 32 tuần tuổi nó mới khởi phát, cái này chiếm 3/4 số trường hợp. Đó. Thì giữa hai cái thể khởi phát sớm và muộn á, nó có những cái thách thức khác nhau. Đối với cái thể khởi phát sớm đó là cái thách thức là mình chẩn đoán được rồi, nhưng mà xử trí như thế nào là vấn đề đau đầu. Và bởi vì cái khởi phát sớm á, là do bệnh lý bánh nhau nặng, và cái PI động mạch tử cung nó bất thường, và nó thường kết hợp với tiền sản giật, và cái thai nó thiếu oxy rất nặng và tỷ lệ tử vong rất cao. Đó là cái thể khởi phát sớm, tức là trước 32 tuần tuổi nó khởi phát. Còn cái thể khởi phát muộn đó thì bệnh lý bánh nhau nó nhẹ, và như vậy thì cái PI động mạch tử cung nó thường là bình thường và ít kết hợp tiền sản giật, và như vậy là cái này không dễ chẩn đoán ha. Và cái thai nó thiếu oxy nhẹ thôi, cái tỷ lệ tử vong thấp, nhưng nó là cái thường là nguyên nhân gây thai chết non, tức là nó gần đến sanh cái thai chết, đúng không? Và đây là cái mà người ta hay đi kiểm mình thì đó là cái vấn đề mình phải chẩn đoán cho nó ra. Thế thì vai trò siêu âm đốt đèn là ở chỗ nào? Trong số những cái thai mà ước lượng cân nặng nó dưới cái bát phân vị thứ 10, thì những cái thai nào mà nó nhỏ dưới cái bát phân vị thứ 3 thì được chẩn đoán ngay là thai chậm tăng trưởng. Như vậy là chỉ cần trắng đen là mình chẩn đoán được rồi. Tức là nếu ước lượng cân nặng nó dưới cái bát phân vị thứ 3, chẩn đoán luôn là chậm tăng trưởng, không cần làm siêu âm đốt đèn. Dễ chưa? Đó, tức là nó quá nhỏ so với tuổi. Rồi. Và những cái thai này dự báo kết cục sẽ rất xấu và không cần đến cái vai trò của siêu âm đốt đèn. Bây giờ thì làm siêu âm đốt đèn mình sẽ đánh giá gì? Có, mình đánh giá cái nuôi dưỡng của thai và đánh giá cái tình trạng sức khỏe của thai. Về đánh giá cái nuôi dưỡng của thai thì mình có đánh giá cái động mạch tử cung và động mạch rốn.
đúng không? Từ cái động mạch tử cung nó vô, đúng không? Đó, và cái động mạch rốn nó cũng có cái kết nối với cái bánh nhau với em bé, đó là hai cái đánh giá nuôi dưỡng. Còn đánh giá sức khỏe của thai thì mình sẽ đang làm cái đốt len động mạch nào giữa, làm cái eo động mạch trụ và cái ống tĩnh mạch. Thì cái gì thấy rằng là động mạch tử cung biết rồi, động mạch rốn biết rồi, não giữa biết rồi, ống tĩnh mạch biết rồi, bữa nay các anh chị biết theo cái eo động mạch trụ, đúng không? Dạ. Trước đây thì người ta dùng nhiều thông số, nhưng mà bây giờ người ta dùng gần như thống nhất là cái PI. Những cái bảng tôi coi là chủ yếu là PI hết. Thì các anh chị thấy người ta dùng động mạch tử cung và động mạch rốn để đánh giá nuôi dưỡng và bốn cái sau. Thì thực ra là nó có một cái tỷ số rất hay nữa là cái tỷ số não nhau. À, thì bây giờ tôi sẽ lần lượt phân tích từng cái một. Thứ nhất là đốt len động mạch tử cung. Thì động mạch tử cung thì mình sẽ nói qua thôi, là bởi vì quý 1 mình đã làm cái tiền sản giật rồi, đúng không? Thì cái quý 2, quý 3 mình làm tương tự như vậy thôi. Đó. Thì cái PI động mạch tử cung có thể bất thường trong khi cái PI động mạch rốn nó bình thường. Điều này nó có nghĩa rằng là sẽ không có một cái cấu trúc nào nó đóng vai trò quyết định trong cái chẩn đoán, mà có khi cái này bình thường, cái kia nó lại bất thường, cho nên mình phải kết hợp lại, phải làm hết. Mình gọi là PI động mạch tử cung nó bất thường khi nó lớn hơn cái mắt phân vị thứ 95, và mình thông thường mình phải tính cái min của cái động mạch PI động mạch tử cung, đó là lấy bên phải, bên trái còn lại chia đôi. Đó. Một cái nghiên cứu mà được bảo trợ bởi FMF, các anh chị làm sản, các anh chị biết FMF là gì không? Đây là một cái tổ chức rất là nổi tiếng của bên Anh ha. Người ta tức là nó là một cái hiệp hội phi lợi nhuận chuyên về cái bên sản. Vì khi sơ ngoan ngã âm đạo được tiến hành khoảng trên 8.000 sản phụ, người ta làm thay quý 2, và người ta làm coi như là người làm qua ngã âm đạo nha, quý 2, và trên 8.000 gần như là người ta lấy được cái động mạch tử cung hai bên hết. Và những cái trường hợp nào mà cái min PI nó bất thường, nó vượt quá cái bát phân vị thứ 95 thì đưa đến những cái nguy cơ như tiền sản giật và chậm tăng trưởng. Và thêm nữa là qua quý 2 là mình lấy thêm cái tồn tại cái khuyết tiền sản trưởng, đúng không? Nếu mà như phần đầu tôi đã nói là nếu mà qua quý 2 mà nó vẫn còn tồn tại khuyết tiền sản trưởng thì chắc chắn đó là bất thường. Đó. Thì kết hợp theo cái đó là nó sẽ tăng cái độ nhạy trong chẩn đoán. Thì như vậy thì cái bảng này lúc nãy tôi cung cấp cho các anh chị là mình sẽ dùng từ quý 1 đến quý 3 luôn. Đó. Dạ. Tiếp đến, như vậy là ngoài cái chậm tăng trưởng trong tử cung rồi, cái động mạch tử cung rồi, mình tiếp đến cái cấu trúc thứ hai là động mạch rốn. Động mạch rốn thì trong một cái khoảng thời gian dài thì cái PI động mạch rốn được xem như là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thai chậm tăng trưởng, nhưng mà ngày nay nó không còn là tiêu chuẩn duy nhất nữa, các anh chị lưu ý nha. Đó. Quan điểm cũ người ta nói rằng là cái thai nhỏ con mà có PI động mạch rốn bất thường, anh chị tôi phải mở mặt cái chỗ viết tắt này một chút. Khi mà tôi viết UTA tức là UTA đó, tức là uterus artery, còn nếu mà chỉ có UA tức là umbilical, tức là động mạch rốn. Cái bìa trong sách nước ngoài người ta thống nhất như vậy hết rồi nha. Như vậy thì khi người ta nói, khi mà đặt như này là PI của động mạch rốn đó, thì mà cái thai mà nó nhỏ con mà có PI động mạch rốn bất thường đó, thì được chẩn đoán là chậm tăng trưởng đó. Còn nếu mà cái PI động mạch rốn nó bình thường, xem là không có bệnh lý bánh nhau, đó là quan điểm cũ. Còn những cái nghiên cứu sau này chứng minh rằng là cái PI động mạch rốn nó chỉ bất thường khi có bệnh lý bánh nhau nặng, tức là cái thể khởi phát sớm đó nó mới có, và nó bỏ sót bệnh lý bánh nhau nhẹ và những trường hợp khởi phát muộn là mình sẽ bỏ sót. Thấy chưa? Cho nên hết sức cảnh giác. Như vậy thì cái PI động mạch rốn không thể được sử dụng như tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt giữa một cái thai nhỏ con và thai chậm tăng trưởng. Nào, hết sức lưu ý. Rồi. Nhưng ý nghĩa của nó thì rất lớn khi mà PI của động mạch rốn nó mất hoặc là đảo ngược dòng chảy cuối tâm trường thì thai sẽ có dự hậu rất xấu hoặc là tử vong. Cái hình ảnh này mình sẽ thấy khoảng một tuần trước khi nó suy thai cấp xảy ra. Đó. Thế thì một cái vấn đề đặt ra nữa là mình đo đốt len động mạch rốn ở vị trí nào, tại vì cuốn rốn nó là một cái cuốn dài. Thế thì nhiều trường phái lắm. Có người như cái tác giả này, cái hình của một tác giả là họ chọn cái vị trí cuốn rốn cắm vào bánh nhau,
Còn đây là vị trí cuốn rốn cấu với thành bột, và đây là vị trí cuốn rốn tự do. Thì cái tác giả này chọn vị trí cuốn rốn cắm vào bánh nhập. Thế thì bây giờ người ta phải có sự thống nhất chứ. Thì ISO năm 2013 thì mới đưa ra một cái guideline chung để mọi người, thì người ta ISO mới viết là như thế này. Nó có một cái sự khác biệt ý nghĩa khi khảo sát những cái chỉ số đám lan tại vị trí cuốn rốn cắm vào thành bột, vị trí cuốn rốn tự do và vị trí cuốn rốn cắm vào bánh nhập. Như vậy là mình khảo sát ba vị trí đó, nó sẽ ra ba thông số khác nhau. Bây giờ như vậy thì vấn đề là mình phải thống nhất là mình khảo sát ở đâu. Thì ISO người ta khuyến cáo để đơn giản và kiên định thì cần được tiến hành tại vị trí cuốn rốn tự do. Như vậy là theo ISO người ta khuyến cáo mình đo ở vị trí cuốn rốn tự do. Thế nhưng mà cũng không ổn đấy chị. Cuốn rốn tự do thì đối với đơn thai thì đơn giản, nhưng mà đối với đa thai là rối, là mình biết cuốn rốn nó của đứa nào, đúng không? Thì như vậy thì ngược lại đối với đa thai á thì mình phải chọn cái vị trí cuốn rốn cắm vào thành bụng, tức là từ đứa bé nào ra là mình ngay cái chỗ cuốn rốn cắm vào thành bụng khảo sát, đúng không? Và như vậy thì trong cái phần mà phụ lục mà tôi cho các anh chị là có cái bản tham chiếu ở cái vị trí cuốn rốn tự do, vị trí cuốn rốn cắm vào thành bụng luôn để mình sử dụng. À, tức là mình sử dụng cho nó đúng bạn. Nhưng mà vấn đề cũng chưa hết nữa. Bây giờ tôi hỏi các anh chị, trường hợp cuốn rốn có hai mạch máu thì làm sao? Anh chị lâu lâu gặp đúng không? Cuốn rốn có hai mạch máu thì bây giờ như vậy thì bây giờ để lý giải đó thì tôi sẽ hỏi các anh chị. Bây giờ nếu mà các anh chị thấy cuốn rốn có ba mạch máu thì thường là hai động mạch nó sẽ nhỏ hơn cái tĩnh mạch rốn, đúng không? Còn khi cuốn rốn có hai mạch máu thì thông thường hai mạch máu nó bằng nhau, đúng không? Đó, thứ nhất. Như vậy là cuốn rốn có hai mạch máu thì cái động mạch nó sẽ lớn hơn bình thường, đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ so sánh. Như vậy là mình có hai cái ống nước, đúng không? Một cái ống nước to và một ống nước nhỏ. Thì khi mình bơm nước qua hai ống nước đó thì cái nào dòng chảy nó sẽ mạnh hơn, trở kháng nó sẽ lớn hơn? Nhỏ nó sẽ, trở kháng nó sẽ lớn hơn, đúng không? Và cái PI, cái mình dùng thông số bây giờ là dùng thông số PI chứ không phải trở kháng, nhưng mà cái PI nó tỷ lệ với cái trở kháng. Đó, như vậy có nghĩa rằng là nếu mà mình dùng cái bảng cho ba mạch máu cho hai mạch máu là không đúng, đúng không? Thông số nó sẽ khác. Thế nhưng mà đến giờ vẫn bí là bởi vì tổ chức ISO nó vẫn chưa đưa ra cái bảng mà thông số cho hai mạch máu. Anh vậy ha. Như vậy là chúng cuốn rốn có hai mạch máu là đến giờ là bí, chưa làm được. Dạ. Như vậy là đây là cái vị trí, cái bảng tham chiếu cho đo tại vị trí cuốn rốn tự do, và đây là cái bảng tham chiếu đo cái vị trí cuốn rốn cắm vào thành bột. Và người ta nói là cái PI động mạch rốn nó bất thường thì nó vượt quá cái bách phân vị thứ 95, đúng không? Như vậy là mình, như vậy là quan trọng nhất là phải biết chính xác tuổi thai, thứ hai là mình phải đo đạt được cho nó chính xác rồi mình áp vào cái bảng này để biết là nó bình thường hay bất thường. Đó, đây là cái vị trí cuốn rốn cắm vào bánh nhau. Rồi mình nói sơ qua một số cái gì thấy rằng là đặc trưng của cái phổ đốc lan trong tuần thứ 10 là nó không có dòng chảy cuối thâm trường. Đến tuần thứ qua quý 2 thì bắt đầu nó có dòng chảy cuối thâm trường, và gần sinh thì dòng chảy cuối thâm trường nó càng cao. Tức là càng về sau của thai kỳ thì cái chỉ số kháng nó càng giảm, có nghĩa là cái PI nó càng giảm. Cái PI, các chị nên nhớ rằng là ngày xưa người ta hay dùng cái chỉ số kháng, tức là RI đó, bây giờ người ta hay dùng PI. Thì nhắc lại là PI, RI và S trên the ratio nó tỷ lệ thuận với nhau, nó tỷ lệ thuận với nhau. Nhưng mà vấn đề là bây giờ những các bạn tham chiếu là PI nhiều, cho nên mình sẽ dùng cái PI. Đó, đây là có một cái nhìn từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 40, cứ 4 tuần là đến phòng khám của bác sĩ khám siêu âm một lần. Thấy chưa? Và như vậy thì mình thấy cái phổ đốc lan động mạch rốn á, cái dòng chảy cuối thâm trương nó tăng từ từ theo năm tháng. Có nghĩa là cái trở kháng nó giảm dần theo năm tháng, cái PI nó sẽ giảm dần theo cái tuổi thai. Đó. Ở đây là một cái thai quý 3 và nó cái trở kháng và cái PI nó rất là cao, nhưng mà ngày xưa người ta dùng đo RI thôi, không có đo PI, cho nên không có thông số tham chiếu. Bây giờ muốn đo cũng được nè, trên cái hình này muốn lấy PI là lấy cũng được. Thấy chưa? Dạ. Thì đây là cái ở quý 3 mà dòng chảy cuối thâm trương nó bằng 0, tức là cái này không cần bảng nữa. Thấy chưa? Bắt buộc là cái này nó bất thường. Đó. Rồi cái này nó rất là nặng hơn nữa, là nó là
cái phổ đảo ngược dòng kiểm, đúng không chưa? Cái này tâm thu thì nó dương và tâm trương thì nó âm. À, cái này là rất nặng và những cái thai này thường là không sống được. Dạ. Bây giờ mình có một cái so sánh giữa một bốn cái trường hợp. À, thì cái trường hợp này nó bình thường, cái gì thấy phổ đốt ra động mạch rốn rất nặng, cái dòng chảy cuối tâm trương rất cao. Và đây là một cái trường hợp bắt đầu chậm tăng trưởng, cái gì thấy rằng là cái dòng chảy cuối tâm trương nó thấp hẳn. Cái trường hợp này nặng hơn, tức là không có dòng chảy cuối tâm trương, và trường hợp này nặng hơn nữa, cái dòng cuối tâm trương đảo ngược. Bốn cái này đều là cái thai 28 tuần hết. Dạ. Bây giờ mình đến cái động mạch đầu giữa. Cái động mạch đầu giữa là một cái cấu trúc rất là dễ làm, đúng không? Thì mình sẽ lấy cái động mạch đầu giữa gần đầu giò để khảo sát. Thì đối với cái đốt này động mạch đầu giữa thì mình lưu ý rằng là cái trở kháng của nó rất là cao, đó là bình thường. Còn khi mà nó thiếu oxy mạng đó thì là cái tuần hoàn não nó sẽ thay đổi bằng cách giảm trở kháng để tăng cái dòng chảy trong tiền tâm trương. Thì lúc đó người ta gọi là tái phân phối tuần hoàn não. Tức có nghĩa rằng là gì? Nói một cách dễ hiểu, tức là nếu mình làm đốt le động mạch đầu giữa mà mình thấy cái phổ nó đẹp như động mạch rốn là nó bất thường, đúng không? Càng về cuối thai kỳ á là cái động mạch rốn, cái dòng cuối tâm trương nó rất là cao, trở kháng rất là giảm. Nhưng mà nếu mình làm cái đốt le động mạch đầu giữa mình thấy hình ảnh tương tự như vậy, chắc chắn là bất thường, là vì lúc đó là nó tái phân phối tuần hoàn não. Và như vậy thì KPI của động mạch đạo giữa nó có giá trị đặc biệt cho mình xác định và tiên lượng, tiên đoán cái dự ẩu xấu ở cái thai chậm tăng trưởng phải phát buộc. Và người ta nói nó bất thường khi nó nhỏ hơn cái vách phân vị thứ năm. Thì các anh chị lưu ý nha, tại vì nó rất là rối rắm, cho nên rằng là trong các bạn tôi đều có ghi là nó bất thường khi nào. Là bởi vì có những cái thông số là nó bất thường khi nó lớn hơn cái vách phân vị thứ 95. Còn có những cái bảng là nó bất thường khi nó nhỏ hơn cái vách phân vị thứ năm, cho nên tôi có phải ghi chú được cái gì khỏi sử dụng lầm lẫn đó. Thì như vậy là bình thường á, là nếu mà thấy cái phổ mà trở kháng cao như thế này nè là mình biết là đốt le động mạch đạo giữa bình thường. Còn nếu mà cái dòng cuối tâm trương nó cao như thế này nè là mình biết nó bất thường, hiểu chưa? Đó. Đó. Như vậy thì đây là cái bảng tham chiếu. Đấy, vậy thấy rằng là bình thường nó nằm ở cái vách phân vị thứ 50 nè, khi nó nhỏ hơn với vách phân vị thứ 5 là mình biết nó bất thường từ với tuổi thai. Dạ. Như vậy thì mình thấy cái phổ mà nó xấu như thế này nè là bình thường nè, cái dòng cuối tâm trương thấp như bình thường, còn cái dòng cuối tâm trương mà nó cao nó đẹp như thế này là bất thường. Rồi, đây là một cái trường hợp thai 28 tuần mà nó không còn cái phổ cuối tâm trương, và đây là cái tĩnh mạch rốn nó đặt. Đây chắc chắn là một bất thường. Đây trường hợp nó tái phân phối tuần hoàn não. Đó. Đó. Như vậy là đây là cái động mạch rốn. Và như vậy thì rõ ràng là cái động mạch rốn nó phải như cái phổ này, đúng không? Thì rõ ràng là cái động mạch rốn này bất thường, và cái động mạch não giữa nó cũng bất thường. Và nó thêm một cái là tĩnh mạch rốn nó đặc nữa. Rồi. Tiếp đến là tôi nói về cái tỷ số não nhau. Rồi. Như vậy là động mạch não giữa rồi, thì bây giờ đến cái tỷ số não nhau. Tức là cái này là mình đã có thông số rồi, mình lấy mình chia với nhau. Tức là bình thường á, cái RI và cái KPI của động mạch não giữa đó nó luôn luôn cao hơn động mạch rốn ở bất kỳ tuổi thai nào. Vì thế cái CPI, tức là cái tỷ số giữa cái cerebro, tức là cái PI của não chia cho cái PI của động mạch rốn, nó phải lớn hơn 1. Đó. Nếu mà như vậy là nó luôn luôn là hai cái trở kháng và cái PI của động mạch não giữa nó phải luôn luôn cao hơn động mạch rốn. Nên khi mình chia cái tỷ số nó lớn hơn 1. Đó. Gọi là tái phân phối khi nó nhỏ hơn 1. Thế nhưng mà cái chính xác hơn là người ta phải dùng cái CPI này nó bất thường khi nó nhỏ hơn cái vách phân vị thứ 5. Thì cái này mình có cái bảng để sử dụng. Đó. Thì cái tỷ số này nó có độ nhạy hơn hẳn nếu mà mình chỉ dùng cái PI của động mạch rốn hoặc là động mạch não giữa riêng rẽ. Bây giờ như vậy là đây là một cái chỉ số thêm thôi nhưng rất quan trọng. Tức là sau khi mình có PI động mạch rốn, sau khi có PI động mạch não giữa mình chia ra thì mình sẽ có. Dạ. Trong cái mà chậm tăng trưởng khởi phát buộc đó thì cái động mạch rốn nó thường bình thường, trong khi đó cái CPI này nó lại bất thường. Tức là mình phải kết hợp, mình phải dùng cái tỷ số nào nhau này để chẩn đoán. Dạ.
Thế thì đây là một cái bảng tham chiếu. Mình nói đó là bình thường cái CPI này, tức là mình phải lấy hai cái mình chia cho nhau. Và bình thường nó nằm ở cái bát phân vị trong 50, và nó bất thường thì nó nhỏ hơn cái bát phân vị thứ 5. Rồi bây giờ mình nói đến cái eo động mạch chủ. Eo động mạch chủ là những cái năm gần đây người ta đề cập đến. Thì nó phản ánh sự cân bằng giữa trở kháng của não và tuần hoàn hệ thống. Nó thể hiện bất thường trước ống tĩnh mạch khoảng 1 tuần. Đó là cái vị trí khảo sát đây. Đây là cái động mạch chủ lên. Đây là cái vùng eo. Đó là trước khi phân nhánh của động mạch dưới đòn đây. Đây là cái nút thắt arteriosus, tức là đây là cái ống động mạch. Thì eo là cái vị trí này. Như vậy thì mình biết để mình đặt cái cửa sổ. Thì cái PI của cái eo tĩnh mạch nó bất thường gắn liền với dự hậu xấu. Nó gọi là, và nó gọi là bất thường khi nó lớn hơn cái bát phân vị thứ 95. Đó. Thì đây là cái vị trí để mình đặt cửa sổ. Thì mình có hai cách. Nếu mà mình làm cái lát cắt dọc hoặc thì mình sẽ để ở ngay vị trí này. Còn cái lát cắt ba mạch máu khí quản đó thì mình sẽ để cái gì thấy chữ V đó. Thì phía ngoài cùng này là cái động mạch phổi, phía trong là động mạch chủ, và đây là cái vùng eo. Đó. Bên đây đây là cái khí quản và đây là tĩnh mạch chủ trên. Thì đó, mình sẽ để cửa sổ ngay vị trí này. Thì cái phổ của nó đó, nó sẽ lên như thế này, nó gần gần nó đá ná với cái động mạch nằm giữa, tức là trở kháng khá thấp. Đó. Đây là cái mình để ở ngay trên lát cắt dọc, và đây là cái lát cắt ba mạch máu khí quản để cửa sổ để chẩn đoán. Đó. Thì đây là một em bé nó nằm sấp, thì người ta để rất là, để cái vùng eo này rất là dễ. Thì cái này á, thì tại vì với mỗi cái lát cắt thì nó lại có một cái bảng khác nhau. Tức là nếu mình thực hiện cái lát cắt này thì nó có cái bảng tham chiếu khác. Và đây là em bé nằm ngửa thì người ta dùng cái lát cắt ba mạch máu khí quản thì nó dễ dàng hơn. Đó. Thì mình sẽ thấy rằng là một số khi mình ra một cái phổ như vậy á thì mình phải đọc. Tức là cái tiếp một á là cái phổ nó dương trong khuyết suốt thời kỳ thông thường. À, và cái tiếp hai á là nó dòng chảy cuối thông thường không có. Và cái tiếp ba là để gì thấy nó xuất hiện cái dòng âm nè, cái hồ đạo ngược thì kỳ tâm trương nè. Nhưng mà cái tiếp 4 là bắt đầu bất thường nè. Tức là cái thời gian của phổ dương và phổ âm bằng nhau. Tức là cái phổ dương này và cái phổ âm này nó bằng nhau, là bất thường rồi nè. Và cái tiếp 5 này là nó nặng hơn. Tức là cái phổ âm này nó nhiều hơn phổ dương. Đó, thì hai cái tiếp này đó là bất thường. À, ngoài ra thì ngoài cái chuyện mà cái phổ nó bất thường á, thì mình dựa vào cái PI. Thì cái PI này á thì cái min là cái bát phân vị thứ 50 nè, và đây là cái lát cắt ba mạch máu khí quản thì mình dùng cái bảng này, và nó vượt quá cái percentile thứ 95 nè và mình đọc nó bất thường. Còn đây là cái bảng mà dùng cho lát cắt dọc. Thấy chưa? Như vậy là tất cả những cái này nó rất là cần khi mà mình làm xong một cái đốt lan thì mình phải có cái bảng để mình so sánh. Rồi tiếp đến là tôi nói về cái ống tĩnh mạch. Thì cái ống tĩnh mạch này cái gì thấy rằng là cái vai trò của ống tĩnh mạch rất là quan trọng, nhưng mà tôi sẽ bỏ qua cái phần này. Vấn đề là mình đi vào cái cách làm. Thì đây là một cái trường hợp, đây là cái tĩnh mạch rốn này, nó chạy đến đây là cái ống tĩnh mạch. Cái tĩnh mạch rốn này đến đây là cái ống tĩnh mạch. Các anh chị thấy chưa? Đó, thì khi mình cái tĩnh mạch rốn thì nó lớn và cái thành nó không có hồi âm dài, còn cái ống tĩnh mạch nó nhỏ hẳn lại và cái thành nó hồi âm dài. Đó, nó kết nối lên phía trên cái tĩnh mạch chủ dưới. Thấy chưa? Cái đó, nó chạy lên cái tĩnh mạch, nó chạy vào cái tĩnh mạch nhánh cái của tĩnh mạch cửa chứ. Đó, và nó khi mình cho đốt lan màu nó sẽ aliasing, và nhờ cái aliasing đó mình biết đó là cái ống tĩnh mạch. Rồi mình phóng nó to lên thì cái tĩnh mạch rốn này, cái ống tĩnh mạch này, khi mình phóng to lên mình cho cái đốt lan vô thì nó có cái phổ đặc trưng của nó. Ở đây là một cái trường hợp khác. Cái gì thấy là em bé nó nằm ngửa thì mình sẽ rà vô, thì đây là cái đó, cái gì thấy rằng là cái ống tĩnh mạch nó sẽ bị aliasing. Đó, nhờ cái aliasing này nè rồi mình biết nó là cái ống tĩnh mạch, thấy không? Rồi cái mình cho cái cửa sổ đốt lan lên thì mình sẽ bắt được cái phổ của nó. Trường hợp này cũng như vậy. Đó. Tức
Tức là nếu mình cố gắng làm thì thường là mình sẽ làm được những cái trường hợp này các anh chị. Tức là phóng to lên, nhắc là các anh chị phải phóng to lên. Và khi nó nằm ngửa thì nó thuận lợi hơn. Đó. Còn trên cái lát cắt ngang đó thì mình cũng có thể lấy được. Thì các anh chị thấy cái lát cắt mà mình đo chu vi vòng bụng á, mình tìm cái chữ G này nè. Đó, rồi cái mình cho cái khổ màu vô. Thì cái mạch máu mà nó hướng về cái cuộc sống á, mà nó aliasing thì chính là cái ống tĩnh mạch, thấy không? Mình cho cái phổ vô thì mình sẽ thấy. Rồi vì đây nè, trên cái lát cắt ngang này mình hình dung đây là chính là cái chủ duy và đây chính là cái ống tĩnh mạch, thấy không? Mình làm. Còn em bé nằm sấp thì mình làm sao cũng có thể làm được. Mình cái gì thấy mình cho nó nằm sấp hẳn luôn, thì mình thấy là mà cái ống tĩnh mạch này vô nè, thì đây chính là cái tĩnh mạch rút và đây chính là cái ống tĩnh mạch ngay vị trí này. Đó. Rồi mình mới phóng to nó lên. Đây là cái tĩnh mạch rút. Và đây chính là cái ống tĩnh mạch. Thấy chưa? Rồi mình mới cho màu vô thì rõ ràng là nó aliasing ngay vị trí đó. Và mình cho cửa sổ vô. Như vậy thì thực ra nếu mình làm cho nó tốt thì mình còn lấy được em bé nó nằm ngửa cũng được. Nó nằm sấp cũng được. Mình lấy lát cắt ngang cũng được và lấy lát cắt dọc cũng được. Ha. Thì cái bộ đặc trưng của nó là S, D và A. Thì cái quan trọng nhất trong cái này là cái A nó phải dương, đúng không? A nó bằng không hoặc nó âm là nó bất thường. Đó. Thì nó là cái thông số lúc này đơn độc mạnh mẽ nhất để tiên đoán là thai chết ở trong cái thể mà chậm tăng trưởng khởi phát sớm. Đó. Nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng là cái này, cái đốt tướng về nơi rút nó bất thường chỉ khi ở giai đoạn nặng của thai nhi mất bù và nó vắng hoặc là đảo ngược sóng A gắn liền với tử vong du sinh đến gần 100% đảo. Thấy chưa? Như vậy là khi mà cái đốt tuốt venous rút này nó bất thường là phải cho em bé ra, bất kỳ với bằng mọi cách phải cho em bé ra. Cái thông số này được dùng để khuyến cáo chấm dứt thai kỳ vào bất kỳ tuổi thai nào sau khi người ta dùng cái corticosteroid để hỗ trợ phổi. Rồi rất là nhiều trường hợp là em bé, tức là mình khảo sát hôm trước nó còn sống và hôm sau nó chết, là lý do là cái đốt tuốt venous rút này nó bất thường và mình không chẩn đoán ra. Đó. Thì nếu mà nó bằng không, A nó bằng không hoặc nó âm thì dễ rồi. Còn trường hợp mà nó chưa bằng không hoặc nó âm thì mình phải dựa vào cái PR. Thì đây là cái bảng tham chiếu PR để dùng cho các anh chị. Tức là bình thường nếu mà nó vượt qua, bình thường nó nằm ở cái percentile thứ 50. Khi nó vượt qua cái vách phân vị thứ 95 này là chắc chắn nó bất thường. Rồi, bây giờ mình sẽ xem một số trường hợp. Đây là một số trường hợp cái nó âm luôn. Đây là những trường hợp bất thường. Và đây là một cái hồi cứu rất là hay. Đây là một cái thai mà người ta làm được vào 3 thời điểm. Đây là một cái phổ rút này ống tĩnh mạch bình thường vào cái thời điểm 13 ngày trước khi cái thai nhi nó mất. Đây là cái thứ hai này là 7 ngày trước khi thai nó mất. Và đây là 48 giờ trước khi thai nó mất. Thấy chưa? Các anh chị thấy rằng là cái sóng A này nó biến đổi rất là dữ dội. Còn đây là một cái thai khác. Cái đây là thời điểm 16 ngày trước khi cái thai nó mất. Cái này là 4 ngày và cái này là 24 giờ một ngày trước khi cái thai nó mất. Thì các anh chị thấy là cái A này là biến đổi rõ rệt cho nên chẩn đoán. Dạ. Thế bây giờ khuynh hướng người ta sẽ kết hợp hết là một cái đảo ngược cuối tâm trương, một cái tái phân phối vào màng não. Tuy nhiên cái ống tĩnh mạch này nó vẫn còn bình thường, như vậy là cái thai này nó chưa nguy cấp, thai chậm tăng trưởng nhưng mà chưa nguy cấp. Nào. Còn cái trường hợp này nó A bằng không, tức là đây là một cái chậm tăng trưởng và nguy cấp, tức là mọi cách phải cho nó ra. Dạ. Như vậy thì bây giờ đề cập đến cái lưu rồi. Như vậy thì người ta dùng rất là nhiều thông số. Điểm lại là PI bằng mạch tử cung, chỉ số CPR, PI bằng mạch rốn, PI của động mạch não giữa. Và người ta lưu ý cái giai đoạn càng về sau nó càng nặng nè. Đây là mức cái dòng chảy cuối tâm trương của động mạch rốn, cái dòng chảy cuối tâm trương động mạch rốn đảo ngược. Rồi đây là PI của eo động mạch chủ nó bất thường, là PI của ống tĩnh mạch nó vượt quá cái percentile 95. Thì đây là mấy giai đoạn khởi đầu không? Của cái nặng thôi. Còn nặng hơn nữa là A nó bằng không hoặc là đảo ngược. Thấy chưa? Còn đây là những cái người ta monitor, người ta theo dõi. Như vậy thì riêng cái vai trò siêu âm đốt đa nó chiếm rất là nhiều. Còn đối với cái thể ca phát muộn thì là người ta khuyến cáo tốt nhất là phải theo dõi chặt chẽ cái CPR. Thế nhưng mà nó cũng chưa rõ ràng. Bây giờ người ta phải phân chia giai đoạn ra để có cái hướng theo dõi và xử lý. Thì bây giờ đây là một cái bảng phân chia giai đoạn rất là hay.
Như vậy là giai đoạn 1, tức là giai đoạn còn nhẹ đó, thì một trong những cái dưới này nó bất thường là mình giúp mình chẩn đoán. Tức là hoặc là cái ước lượng cân nặng dưới bát phân vị thứ ba. Nào, bây giờ đây là cái phần ôn bài đó. Là cái gì thấy dưới bát phân vị thứ ba là chẩn đoán luôn, không cần phải làm thêm bất đạt. Cái thứ hai, cái chỉ số CTA nó dưới cái bát phân vị thứ năm, tức là bất thường. Cái thứ ba là PI động mạch rốn bất thường. Cái thứ tư là PI động mạch nội giữa bất thường. Cái thứ năm là PI động mạch tử cung bất thường. Một, có một trong năm cái này là giúp chẩn đoán, nó là giai đoạn một. Và những cái thai phụ này cần được theo dõi hàng tuần và cho ra cho sanh thường vào thời điểm 37 tuần tuổi. Rồi, cái mức độ 2 nó nhẹ hơn, tức là cái này là nhẹ nhất, rồi đến cái mức độ nó nặng hơn một chút. Thì nếu mà thấy được cái động mạch rốn mà nó có mất cái dòng chảy cuối tâm trương và nó đảo ngược cái, tức là đốt đe của eo động mạch chủ đó, nó có phổ âm đảo ngược đó, thì trường hợp này là mức độ vừa, thì người ta theo dõi mỗi 2 tuần và cho sanh mổ ở thời điểm 34 tuần tuổi. Còn cái nặng hơn một chút là thì nó dựa vào cái tiêu chuẩn là đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương ở động mạch rốn, và cái PI của cái ống tĩnh mạch nó vượt quá bát phân vị thứ 45. Và những trường hợp này người ta theo dõi mỗi từ 1 đến 2 ngày phải làm siêu âm lại và cho ra sanh mổ ở thời điểm 30 tuần tuổi. Còn trường hợp rất nặng thì người ta dựa vào cái gì? Đảo ngược cái A nó còn không, hoặc đảo ngược này của cái ống tĩnh mạch. Như vậy ống tĩnh mạch rất là quan trọng ở cái giai đoạn nào. Và như vậy người ta theo dõi mỗi 12 giờ và cho ra đời ở thời điểm 26 tuần tuổi hoặc mổ. Thì đây là cái lưu đồ, cái phác đồ mà chẩn đoán và xử trí vào năm 2014. Rồi đến năm 2017 thì tác giả này mới cập nhật lại. Thì nếu mà ở giai đoạn nặng này đó thì anytime, tức là cố gắng là khi mà cái đốt đe ống tĩnh mạch nó bất thường người ta cho ra một bằng cách. Vấn đề là ở Việt Nam mình có nuôi nổi hay không, đúng không? Thì ngay cả nước ngoài là lần trước này năm 2014 thì cho ra đời khoảng chừng 26 tuần tuổi, còn đến đây thì anytime thì không biết, nhiều khi sanh ra rồi không mình lấy ra sớm quá là không nuôi nổi. Rồi bây giờ điểm nhấn thực hành là gì? Như vậy thì tóm tắt bài này lại là 2D và đốt đe là công cụ chính để quản lý cái thai chậm tăng trưởng. Cái mục tiêu thứ nhất là mình phải xác định nó nhỏ so với tuổi, tức là mình phải đo được cái ước lượng cân nặng và cái dưới cái bát phân vị thứ 10 là tiêu chuẩn được rộng rãi sử dụng nha. Như vậy nhắc lại, mình đo nếu mà ước lượng cân nặng dưới bát phân vị thứ 10 thì có hai vấn đề xảy ra, hoặc là thai nhỏ con hoặc là thai chậm tăng trưởng. Rồi cái mục tiêu thứ hai là mình phải phân biệt được giữa là cái thai chậm tăng trưởng và thai nhỏ con bằng cách là dùng cái siêu âm đốt đe. Rồi sau khi mình biết được nó chậm tăng trưởng thì mình phải dùng cái bảng mà tôi vừa đưa các anh chị đó, mình chia ra các giai đoạn để chẩn đoán xử lý đó, và mình xác định cái khoảng thời gian để theo dõi xử lý và cái thời điểm chấm dứt thai kỳ đó. Rồi hai cái phần sau này là hai cái phần nó bổ sung thêm, tôi nghĩ là các anh chị sẽ đọc khi mà các anh chị nó có một cái dạng thai chậm tăng trưởng trọn lọc và thiếu máu đa hồng cầu, nhưng mà cái này tôi sẽ bỏ qua và tôi xin kết thúc bài này ở đây. Cảm ơn các anh chị.